cho cả nhà. Bây giờ mình sẽ quay về về chuyên mục là chữa bài cho học viên. Tức là mỗi một ngày mình sẽ dò khoảng bao nhiêu bài gì đó. Thì hôm nay mình lấy một cái điển hình bài để mình chữa nhá. Đầu tiên là cách phát âm chữ thờ. Ở trong tiếng Việt thì nó chuyển sang tiếng Anh là chữ, được chưa? Rồi, bây giờ trước khi mà mình vào luyện từ thì mình phải xem là các cái âm này mình sẽ có các bước như thế nào. Đầu tiên mình sẽ là có 3 bước, được chưa? Cái âm này ạ. Được chưa? Được viết như này nhá. Rồi, mình có 3 bước. Bước đầu tiên là mình sẽ đặt lưỡi giữa hai hàm răng hay là cắn lưỡi ạ. Ok, cắn nhẹ thôi nhá. Rồi, ok. Được chưa? Rồi, bước thứ hai, mình đẩy hơi từ trong cổ họng đi ra. Và lưu ý cho Thanh cái bước này, đó là khi mà mình đẩy hơi ấy, thì cổ của mình không rung, bởi vì đây là âm vô thanh. Được chưa? Bởi vì đây là âm vô thanh. Ok. Âm vô thanh. Cho nên nó sẽ không rung. Ok. Âm vô thanh. Chữ xấu quá. Ok, âm vô thanh. Cho nên là sẽ không rung nhá. Rồi, và bước thứ ba là kéo vào. Tóm lại bước thứ một là cắn lưỡi, bước thứ hai là thổi hơi, và bước thứ ba là cho lưỡi vào. Và lưu ý cho Thanh là mình sẽ không cố gắng tạo ra cái chữ thờ giống như trong tiếng Việt, được chưa? Bởi vì khi mà khẩu hình miệng của mình đúng và mình phát âm chuẩn như vậy thì vô tình nó đã tạo ra cái âm trong tiếng Anh rồi, chứ mình phải không phải cố gắng tạo ra chữ thờ, đúng không? Ok, nhiều bạn học viên hay 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 phát âm cái chữ này này là chữ thờ á. Ví dụ chữ này là chữ thank you ấy, là thank you, không phải như vậy nhá. Rồi bây giờ mình luyện này. Để lưỡi này. Thổi hơi này. Rồi lấy hít một hơi thật sâu, thổi ra này. Kéo lưỡi vào. Thế là xong, được chưa? Nào, làm lần nữa nào. Kéo vào. Tiếp nhá. Kéo vào. Kéo vào. Ok, làm nhiều lần như vậy cho quen nào. Ok. Ok, rồi nếu mà mình không quen để lưỡi ra ấy, thì mình phải luyện tập cái cơ lưỡi của mình trước. Luyện tập tức là như thế nào? Mình cứ đẩy ra thụt vào, đẩy ra thụt vào. Được chưa? Như này ạ. Được chưa? Đây là cho cái lưỡi của mình quen đẩy ra. Tức là đẩy ra trước việc thụt vào. Chứ mình không được làm là như này. Mình không làm là như này. Thở. 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 Không được làm như vậy nhá. Ok, tức là mình đã phát âm chữ thở xong mình lè lưỡi ra, mình thụt vào, không phải như vậy, mà mình sẽ phải đẩy lưỡi ra trước nhé. Đó, mọi người hình dung ạ, mình chỉ có nghĩa là mình dồn hơi và mình sẽ phát âm ra thôi, tức là mình đẩy hơi ra thôi, chứ mình không cố gắng tạo ra cái âm gì cả, được chưa? Ok, rồi mình sẽ đi luyện vào từ nhá. Mình sẽ nghe xem mà anh Bằng sẽ phát âm cái âm này như thế nào nào. Ok, listen. Hình. Ok, rồi của mình là mình đang bị một bệnh là nào, mọi người nhìn này. Ok, mọi người nhìn nhá, mình đang bị một cái bệnh, đó là mình sẽ phát âm lè lưỡi ra trước phát âm sau, được chưa? Ok, bây giờ mình sẽ thử thế nào. Rồi. Ok, listen. Mau thở. Nói thở. Đó, tức là lưỡi của anh đang bị là cứ cho ra thụt vào, cho ra. Thousand. Đúng không? Đúng rồi, nhưng mà mình sẽ phải lưu ý là mình sẽ cố gắng làm cho nó hay hơn. Tức là mình sẽ Thirty. là ok, listen. Đó, tức là đẩy ra chứ đẩy hơi ra chứ mình không được như thế này nó quá ngắn này. Đó, mình đang cố gắng tạo ra chữ thờ, bản chất không phải nhá. Mình chỉ cần đẩy hơi ra này. Ok, được chưa? Rồi, mình sẽ sang cái phần âm này này. Mình luyện tập từ từ từng âm này. Từ đầu tiên này. Mình đọc nguyên âm trước, nguyên âm ở đây là y, đúng không? Rồi, mình đọc là thief.
Được chưa? Ok. Thief. Ok, next. Next one, từ này. Thin. Thin. Anh có nhìn không ạ? Tức là mình chỉ có cố gắng là mình sẽ đẩy hơi ra thôi, là nó tạo ra cái âm thờ đấy rồi. Chứ mình không cố gắng tạo ra chữ thờ nhá. Nghe tiếp này. Three. Được chưa? Three. Next one. Rồi, chữ thờ tiếp theo là nó ở cuối từ. Chữ thờ tiếp theo nó ở cuối từ như thế này. Ok. Nó sẽ nằm ở cuối từ. Đó, tức là cái từ cuối từ này. Đó, thì mình đọc cái từ đầu tiên mình đọc bình thường ạ. Mouth. Mouth. Kết thúc với chữ thờ đằng sau này. Mouth. Mouth. Đó, ok. Mouth, rồi đó thổi ra. Mouth. Mouth. Ok, great. Next one. Từ này ạ, tương tự ạ. North. 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 Được chưa? North, rồi thổi ra. North. Next one. Ok, từ thờ đứng đầu. Đứng đầu từ nhá, mình đọc là thousand. Thousand. Mọi người lưu ý cho Thanh nhá. Cái âm này, cái này này. Trọng âm thích thứ nhất, mình không đọc là thao mà là thao, thao, thousand, thousand. Được chưa? Next one, tương tự trọng từ thờ đầu tiên này. Thơ thơ đúng không? Thơ thơ này. Sơ sơ ti này, đúng không? Nhưng mà trọng âm thứ nhất cho mình đọc cao hơn này. Không đọc thơ nữa mà đọc là thir, thir, thir. Được chưa? Thirsty, thirsty, thirsty. Thirsty. Ok, next one. Mình có từ gì ạ? À, third. Tiếp theo này. Theater. 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 Great. Rồi. Từ đầu, từ thứ thờ ở giữa này. Mình có từ author. Được chưa? Nhớ nhá, chữ O này, O dài. Chữ này đọc cao lên một xíu và đọc hiến trọng âm nhá. Author. Author. Author, lưu ý này, chữ O ấy, cái O dài của mình ấy là mình đọc giống giống như chữ O, O, O trong tiếng Việt đấy ạ. Yes, O, O, yes, nhớ chọn tròn vô một xíu. O, rồi đọc nhấn trọng âm này. O, O, author, author, great. Next one. Tiếp, mình có từ, cái tên này nhiều người, rất nhiều người có đọc sai nhá. Mình lưu ý Thanh này. Mình phân tích cái từ này để mình đọc cho đúng rồi. Mình sẽ có E, chữ E đúng không? Ok, rồi mọi người nhìn cho Thanh nhá. Ok. E mà đến cho âm mình đọc là E, E. Ok, tiếp. Âm tiếp theo là chữ gì đấy? À, chữ chữ V nhá, nhưng mà mình không đọc là V. Mình đọc là E. Ok, E, 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 E. Next one. Rồi, nó có chữ gì ạ? À, chữ R. R-I. Được chưa? Every. Được chưa? E là trọng âm đi cao lên. Every. Không nhấn trọng âm đi xuống. Every. Every. Next one. Mình có chữ. À, âm thir. Ở đây. Thir. Và đuôi ing. Đúng không ạ? Đuôi ing. Rồi, ok. Mình sẽ đọc là E. E. Everything. Được chưa? Everything là không có nhấn trọng âm, sẽ đọc đi xuống. Đọc là everything. Repeat after me. Everything. 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 Ok, good job. Ta sẽ chỉ thế thôi ạ. Mọi người cố gắng là nhìn, sẽ nhìn vào cái phiên âm để đọc từ, chứ mình không nhìn vào từ nhá. Mình không nhìn vào chữ. Ví dụ đây là chữ này. Đó, mình sẽ nhìn vào phiên âm để đọc cái từ đó. Và lưu ý cho mình là khi mình đọc cái, học cái âm nào ấy, ví dụ hôm nay mình học âm thì cố gắng là luyện kỹ cái âm đó, tức là nhấn nhá làm sao để cho nó phát âm chuẩn nhất. Ví dụ mình đọc lại cho Thanh này. Thief. Thief. Next one. Thin. Thin. Ok. Three. Three. Lưu ý nhá, chữ y dài này, y căng ấy, y. Khi mà kết thúc là phải cười. Ok, nhớ là phải cười nhá. Three. Three. Okay, great. Next one.
Mouth. Mouth. Okay, good job. Next one. North. North. Good. Okay. Thousand. Thousand. Nhớ nhá. Thou. Thou. Thì là đi lên này. Okay. Thou. Rồi zind. Đi xuống. Okay. Thousand. 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 Okay. Tiếp. Từ khát nước này. Thirsty. 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 Được chưa? Đi lên rồi đi xuống. Thirsty. Thirsty. Okay, good job. Next one. Yes. Theater. 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 Great. Next. Author. 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 Okay, the last one. Everything. 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 Lưu ý cho từ cho thanh từ này là mình không đọc là everything nhá. Chữ v này nó chỉ là không phải là chữ v ở trong tiếng Việt. Mình sẽ đọc everything, everything, everything. Great, that's it. Chỉ thế thôi ạ. Đó, thì là cái âm hôm nay mình sẽ học như vậy. Và đối với trường hợp anh Bằng thì anh Bằng lưu ý cho em là mình đặt khẩu hình miệng khá đúng rồi. Bây giờ mình sẽ phải chỉnh hơn nữa về cái phần âm của mình. Tức là sao? Tức là luyện tập nhiều cho nó trôi chảy hơn. Và không cố gắng tạo ra chữ thờ. Được không ạ? Không cố gắng tạo ra chữ thờ. Và mình khi mà mình đặt khẩu hình miệng, mình chỉ cần thổi hơi ra, sau đó kéo lưỡi vào là đúng. Đấy chưa? Đó, ok. Thổi hơi ra và kéo lưỡi vào này. Đặt lưỡi này. Thổi hơi này. Kéo lưỡi. Được chưa? Đó. Ok. Great, được chưa? Chỉ còn vậy thôi chứ không cố gắng tạo chữ thờ nhá. Thanks for watching my video and see you next time. Bye.